Nếu như quan sát từ dòng xe buýt đưa đón các chuyên gia mỗi ngày từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương làm việc và trở về thì sẽ không ít ý kiến cho rằng việc di chuyển này sẽ dẫn tới những tốn kém không chỉ về tiền bạc mà còn có cả thời gian, công sức và vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết nếu như những người này chọn sống ngay tại tỉnh Bình Dương. Đó cũng là quan điểm của nhiều nhà đầu tư bất động sản khác khi triển khai dự án tại Bình Dương, tạo điều kiện cho thị trường nơi đây trở nên sôi động hơn trong thời gian vừa qua. Trong chuyên mục nhận định thị trường tuần này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu thị trường bất động sản Bình Dương qua nhận định của ông Mark Townsend, tổng giám đốc công ty CBRE. Hôm nay, chúng tôi có mặt ở dự án Canary Heights, nằm ngay đằng sau khu công nghiệp V-Ship trên quốc lộ 13. Dự án này nằm trong một khuôn viên 7 hecta sát bên Aeon Mall và sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10 tới. Chúng tôi tin rằng dự án tạo thêm một sự lựa chọn để các chuyên gia nước ngoài cân nhắc. Thay vì quay trở về thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi cuối ngày, thì họ có thể chọn ở đây. Nếu quan sát bên ngoài khu công nghiệp V-Ship vào lúc 7 giờ sáng hoặc 6 giờ tối mỗi ngày, bạn sẽ thấy rất nhiều xe buýt đưa đón các nhà quản lý nước ngoài, trong đó có nhiều người Nhật Bản, Hàn Quốc đi về giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tôi muốn nói rằng thay vì mất vài tiếng đồng hồ đi về mỗi ngày như vậy, họ có thể chọn giải pháp ở tại Bình Dương. Ở đây cũng có đầy đủ mọi tiện ích như các trung tâm thương mại Aeon, Lotte, các trường học quốc tế, các bệnh viện cao cấp. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi trong thói quen sinh sống trong các gia đình tại Bình Dương, cùng với việc các khu công nghiệp hoạt động bận rộn hơn kể từ 2 đến 3 năm trở lại đây. Bình Dương là một trong những tỉnh năng động nhất và có sự phát triển nhanh nhất cả nước. Theo đánh giá của các công ty Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan trong việc tìm một địa điểm để đầu tư. Các khu công nghiệp ở Bình Dương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là nguyên nhân chính thu hút nhiều chủ đầu tư nước ngoài đến đây mua quỹ đất và xây dựng các căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại nhằm phục vụ cho các đối tượng chuyên gia, quản lý cao cấp đang làm việc tại đây. Điều này đã thu hút sự tham gia vào thị trường của các nhà bán lẻ, trường học, bệnh viện. Trên trục đường quốc lộ số 13, có rất nhiều tòa nhà đang được xây dựng, trong đó có cả sân góp, các trung tâm mua sắm, các nhà đầu tư nhỏ lẻ như các hộ gia đình cũng đến đây để tìm kiếm cơ hội sở hữu bất động sản. Trên thị trường bất động sản Bình Dương hiện nay, có các nhà đầu tư ở phân khúc nhà ở bình dân như Nam Long, hay các nhà đầu tư ở phân khúc cao cấp hơn như Tokyo Corporation mà chúng tôi đã làm việc từ 2 năm qua với 2 dự án. Một nằm trên quốc lộ 13, một nằm ở khu vực thành phố mới Bình Dương. Cách thành phố Hồ Chí Minh không xa, chỉ chừng 30 phút lái xe. Chúng tôi tin rằng, đối với những người làm việc ở Bình Dương, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực giày da nội thất, thì Bình Dương là nơi họ muốn đầu tư và muốn sinh sống. Nhìn chung, thị trường bất động sản ở Bình Dương giờ đây đã bắt đầu phát triển một cách tự tin hơn, với nhu cầu của các nhà đầu tư cũng như quá trình làm ăn lâu dài của các công ty FDI. Tôi tin rằng thị trường này đang đầy tiềm năng. Nếu xét về mức độ cạnh tranh với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương sẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho những người làm việc tại đây. Bởi nếu họ chọn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, những người làm việc ở Bình Dương sẽ phải đi lại mỗi ngày giữa hai nơi. Như vậy, họ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình giao thông, do kẹt xe vào mỗi buổi sáng hay chiều, hay trễ giờ mỗi khi có xe lửa băng ngang, đó là những điều bất lợi cho họ.